sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì, thầy Pháp Quang và quý thầy tại chùa Tịnh Luật. Đã nhiều năm nay từ khi chúng tôi sang Mỹ tới giờ mà thường về chùa Tịnh Luật để mà hoằng pháp trong những cái khóa tu. Cho nên đối với Phật tử, phần lớn Phật tử chùa Tịnh Luật, các vị cũng đã biết về chúng tôi qua những cái buổi giảng, qua những kinh sách do chúng tôi đã viết và đã dịch. Cho nên duyên làm này đã khiến cho tình huynh đệ giữa người tu chúng tôi với thầy Pháp Quang, thầy trụ trì như quý thầy ở đây, cũng như tình thầy trò giữa chúng tôi cùng các Phật tử, chúng ta có được một cái pháp duyên rất là sâu dày. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, thì trước hết xin có lời tán thán công đức của quý thầy ở nơi chùa Tịnh Luật đã hết lòng nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến cái lợi ích cho tất cả người Phật tử tu học ở đây, mà thường xuyên cung thỉnh quý thầy giảng sư ở xa về để hướng dẫn tu học Phật pháp cho các Phật tử. Đó chúng tôi nghĩ là một điều rất là đáng quý và rất là khó được. Chúng ta biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hay là nó khó được nghe. Nhưng mà thầy trụ trì cũng như quý thầy, thầy Pháp Quang đã hết sức tạo điều kiện để cho các vị được thường xuyên nghe pháp, thì chúng ta phải khởi lòng tri ân. Và lòng tri ân đó thể hiện qua tinh thần tinh tấn tu học của các Phật tử, để không phụ lại cái tấm lòng của quý thầy ở trong ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện ăn ở tu học, cũng như thỉnh các giảng sư về để giúp cho vấn đề Phật pháp, vì có chánh kiến chánh tín và phát được tâm bồ đề dẫn mạnh trên con đường tu học. Đó là những lời tán thán cảm niệm chúng tôi trước khi vào buổi giảng. Giờ đây để bắt đầu vào buổi giảng, chúng tôi kính mời toàn thể các Phật tử cùng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, như qua lời giới thiệu của thầy hướng dẫn chương trình, thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ Phật pháp qua ba cái thời giảng, và với hai cái đề tài: một là tứ y pháp; hai là học và tu, học là tu. Chúng tôi xin giải thích một cái chương trình mà chúng tôi đặt ra, cũng như mục đích mà chúng tôi thiết lập cái chương trình tu học trong cái ngày hôm nay.
Thì thật sự trước khi về đây chúng tôi chỉ dự định giảng hai thời, bởi vì qua là thầy Minh Nhẫn nói tùy thầy quyết định, thầy giảng một thời cũng được, hai thời cũng được, ba thời cũng được. Chúng tôi lấy middle way, đúng không? Chính giữa đây, mình trung đạo mà, ha, lấy hai thời. Dạ. Nhưng mà hôm qua về đây thì thầy Pháp Quang có nói Phật tử tha thiết, nói các vị ở xa lâu lâu thầy mới về, có những vị ở dưới đâu lái xe lên mấy tiếng, ở Austin không à, lái xe mấy tiếng lận à, để mà được gặp thầy nghe giảng. Mà nếu mà giảng hai thời thì uổng quá à, cho nên họ cũng có lòng tham, nhưng mà tham tu học thì không sao, không mà tham tu quá mà à, ham hố thì cái đó không được, không? Ham hố là sặc hầm sặc hố này, ham tu sao? Cho nên nhờ thầy giảng ba thời thì thật sự chúng tôi rất là hoan hỷ để mà nhận lời. Tại vì đối với chúng tôi thì hai thời cũng vậy, ba thời cũng vậy, nhưng mà ăn thua cái tha thiết của các vị, cái tấm lòng của các vị học Phật như thế nào thôi, thì chúng tôi sẵn lòng, không? Bởi vì Phật Pháp nếu mà biết trân quý nó thì nó sẽ thành pháp bảo, còn Phật Pháp mà không biết trân quý nó thì dù nó là châu báu vô giá đối với mình cũng là rác rưởi, đúng không? Mà phải có lòng trân quý thì cái đó mới thành là của báo. Chứ của báo mà đưa vô con nít nó chơi, nó cầm cục học xoàn nó tưởng giống như cái gì lấp lánh, giống như đồ chơi con nít, họ nó chơi họ nó dục bỏ à, mất à, uổng á. Mà nên quan trọng mình biết được giá trị và biết trân quý nó, và biết ứng dụng, biết dùng đó. Đó là cái lý do mà mình có ba buổi giảng trong ngày tu học hôm nay. Và cái đề tài thứ nhất là pháp tứ y. Cái điều này thầy nghĩ các Phật tử ở chùa Tịnh Luật, bởi vì các vị thường nghe giảng nên các vị cũng hiểu được cái nội dung á. Cái tựa đề của tứ y là gì? Đó là y pháp bất y nhân. Nè, y nơi, nương nơi, y là nương tựa hay chữ quy á, nương tựa nơi đâu? Nơi giáo pháp là Dharma, mà không nương tựa nơi người, người là Purusa à, tiếng Phạn à, hay là đúng ra là người dạy. Mình nương tựa nơi cái giáo pháp, chứ mình không nương tựa nơi cái người dạy. Tiếng Anh gọi là rely on the teaching, not the teacher, đúng không ạ? Mình dựa vào cái lời dạy, cái Phật pháp, chứ mình không có nương tựa nơi cái người dạy. Tức là trong hai cái đó thì cái lời dạy nó quan trọng hơn, đúng không ạ? Ok, cứu cánh. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình nương tựa nơi cái đạo lý, cái nghĩa lý của nó, mà không nương tựa nơi cái ngôn ngữ, cái sự thể hiện, cái văn tự à, tiếng cái nghĩa, tiếng Phạn gọi là artha, và cái ngôn ngữ, cái để diễn đạt đó, cái văn chương đó, thì tiếng Phạn là vyanjana. Vyanjana tức là cái ngôn ngữ à, nhưng mà mình người học Phật phải biết nương tựa vào cái ý nghĩa, cái là cái cứu cánh, cái kia chỉ có phương tiện thôi. Và thứ ba đó là y liễu nghĩa, mà không y nơi bất liễu nghĩa, tức là không có liễu nghĩa. Chứ liễu có nghĩa là rõ ràng, cũng có nghĩa là xác định, cũng có nghĩa là cứu cánh. Chứ liễu nghĩa là rõ ràng, trực tiếp. Tức là khi chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được cái tâm của Đức Phật như thế nào. Đó là cái liễu nghĩa, cái ý mà Đức Phật muốn dạy mình, cái intent của Ngài. Nhưng mà bất liễu nghĩa là những cái mà Đức Phật nhiều khi Ngài muốn nói cái đạo lý đó, bởi vì chúng sanh căn cơ trình độ mình không có đủ sức trực tiếp tiếp thu được đạo lý, cho nên Ngài mới dùng phương tiện, hoặc là Ngài dùng câu chuyện để Ngài kể, đúng không ạ? Hoặc là dùng những cái hình thức à, cổ tích hay cái chuyện cười hay những cái ví dụ vân vân. Thì mình phải, cái đó là bất liễu nghĩa, cái đó phương tiện thôi, câu chuyện nó không phải là cái cứu cánh. Nhưng cái đạo lý mà câu chuyện muốn nói mới là cái cứu cánh, đúng không ạ? Thì cái đạo lý, cái trực tiếp ý Đức Phật muốn nói gọi là liễu nghĩa. Mà cái Đức Phật nói ra dùng cái hình tượng, dùng cái
hình tượng symbolism, nhìn dùng cái mà biểu tượng, nhìn dùng những cái ví dụ vân vân, thì đó gọi là gì? Đó là bất liễu nghĩa, không à? Mình phải học Phật là học được ý của Đức Phật muốn nói thế nào. Còn kia là phương tiện, hoặc là liễu nghĩa cũng có nghĩa là Đức Phật nói lên cái chân lý sự thật. Còn bất liễu nghĩa là Đức Phật vì tạm thời trong một cái hoàn cảnh nào đó, đối với căn cơ nào đó, mà Đức Phật phải dạy cái giáo pháp đó để trị cái bệnh đó thôi. Thì thầy sẽ đi sâu vào. Và thứ tư là y trí bất y thức, nương nơi trí tuệ mà không nương nơi cái phân biệt, cái thức phân biệt của chúng ta. Thì như thế nào chiều nay sẽ mình sẽ học tiếp. Thì thưa đại chúng, đó là tứ y. Bởi vì tứ y nó rộng như vậy, có bốn cái phạm trù để mà nói, cho nên thầy chia là hai thời giảng. Thời giảng thứ nhất thì thầy sẽ giảng về y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Và chiều nay, đầu giờ chiều, thầy sẽ giảng tiếp về y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, đúng không ạ? Và y trí bất y thức. Rồi sau khi chúng ta đã có một cái nền tảng nhận thức đúng đắn về pháp tứ y rồi đó, chúng ta sẽ bước qua một cái đề tài giảng thứ ba, là đề tài giảng ứng dụng. Học và tu, và học là tu. Học và tu thì chúng ta thường nói là học mà không tu á là cái đại sách, đúng không ạ? Tu mà không học là tu mù, đúng không ạ? Thì dường như cái đó đúng, nhưng mà nói như vậy thì nó cách phương tiện chúng ta phân chia hai lĩnh vực học và tu khác nhau, phải không? Nói vậy là học và tu, vậy là học khác với tu. Nhưng mà một tí nghe bước nữa, nếu mình nghĩ đó là thực sự là hai á, mình chấp cho nó là hai, mình sẽ bị problem. Thường thường có người nói để con học xong mà con mới tu, mà mình chưa học xong là bị ma nó bắt trước rồi, đúng không ạ? Hoặc có người nói thôi con tu mà con không học, và tu mới quan trọng. Nhưng mà thành ra mình vô tà ma ngoại đạo nào mình không hay. Cho nên tâm trụ thứ nhất, vấn đề tu và học của các vị, giống như thầy Báo Quang nói hôm nay có ba thời giảng cho Phật tử học nhiều chút, chứ tu là tụng kinh niệm Phật rồi thường rồi, phải không ạ? Các vị ở nhà tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được. Dạ. Nhưng thật sự nếu các vị mà nghĩ sâu hơn một chút á, các vị thấy mình nghe pháp cũng là đang tu á. Nếu thấy không thấy nghe pháp rồi mình mới tu thì trễ lắm. Như vậy không có kịp, nhiều khi đang ngồi xe bị hắc hào tét chết là ổn lắm, phải không ạ? Cho nên mình nói nghe pháp cũng là tu. Thầy nói như vậy, nó có sách mấy cái chứng. Tại các vị đọc lại kinh Phật, các vị cái ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật vừa thuyết pháp xong là các vị đọc kinh, có người chứng A-la-hán, đúng không ạ? Có người chứng A-na-hàm, người chứng Tu-đà-hoàng, vân vân và vân vân. Nếu nói nghe pháp không phải là tu, tại sao mấy người đã có chứng quả? Các vị đọc mấy không? Các vị đọc kinh có thấy điều đó không ạ? Cái này không phải mình tạo ra cái này, nó cái sách nó cơ chứng, đúng không ạ? Cho nên ngày xưa người ta nghe pháp cũng là tu, cho nên người ta chứng quả. Còn mình đợi nghe pháp xong để con từ từ con tu, rồi cái đó là không có được, không? Cho nên cái đề tài thứ hai, học và tu, và học là tu. Nhiều khi học cũng chính là tu. Cho nên mà địa vị còn tu gọi là hữu học, và tu xong gọi là vô học. Vô học là A-la-hán á, còn gọi là vô sanh. Hữu học là từ A-ta-hàm trở xuống, A-ta-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, vân vân, thì gọi là hữu học vị, còn kia vô học vị. Nên mình chiều nay thời cuối cùng là thời ứng dụng. Nhưng mà sở dĩ có được nhận thức đó là do nó các vị nắm được cái tư y buổi sáng với đầu buổi chiều á, cho nên thầy mới giảng. Cho nên đó là cái program, cái design của cái thời tu học, cái ngày tu học của mình hôm nay, không mà vì thầy chỉ cho các vị một cái khái quát là mình sẽ đi vào chi tiết như vậy. Cái thời thứ ba là thời ứng dụng. Thầy biết có số vài vị đây sẽ về sớm, có thể không nghe được thời thứ ba, nhưng mà ít ra họ cũng nghe được hai thời kia và tứ y cũng là trọn vẹn. Thì các vị có nắm, có được hình dung được cái ngày tu học chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học được gì không ạ? Và mục đích của thầy là tại sao mà sáng
nặng về cái vấn đề nhận thức không mà, chiều là ứng dụng không mà, dạ chiều ứng dụng trong thực tế tu hành. Thì đó là cái khắc họa cái program của thầy muốn giảng, và cũng như cái mục đích của nó là gì. Giống như cái syllabus đó, mình đi học mình dạy học vậy, phải cho ta biết cái syllabus trước không mà, trong có cái gì nó bắt đầu mà vô chi tiết sao. Coi như hồi nãy giờ thầy giải thích các vị cái syllabus của cái ngày hôm nay mình sẽ tu học như thế nào. Kính thưa đại chúng, tứ y pháp đó là cách chúng ta hiểu được những lời Đức Phật dạy. Tứ y pháp được tìm thấy ở trong Đại Trí Độ Luận, xuất xứ của nó. Tứ y pháp cũng tìm thấy ở trong Đại Bát Niết Bàn. Tứ y pháp cũng được tìm thấy ở trong nhiều kinh lục luận khác. Thì vấn đề tứ y pháp rất là quan trọng. Nếu chúng ta có phước, mình sanh ra vào thời Đức Phật còn tại thế, thay vì mình ngồi ở chùa Tịnh Luật để mình được nghe giảng sư thuyết pháp, mà nếu mình được ngồi ở hội Linh Sơn nghe Đức Phật thuyết pháp trực tiếp, phải là quá hạnh phúc không đại chứ. Mình cứ tưởng tượng ha, nếu mà được ngồi dưới chân Đức Phật, được trực tiếp ở hội Linh Sơn nghe Đức Phật thuyết pháp thì quá hạnh phúc. Và lúc đó đó, vấn đề tứ y thầy nghĩ cũng không phải quan trọng nữa, tại vì mình đã có Đức Phật rồi. À, Đức Phật là y pháp với y nhân, mà ngay cái Đức Phật là pháp chính là nhân, nhân chính là pháp. Đối Đức Phật là thể hiện của Phật pháp, bởi vì ngài đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Cho nên cuộc sống của ngài, tư tưởng của ngài, hành vi lời nói của ngài hoàn toàn phù hợp với chánh pháp. Cho nên rất là dễ chúng ta khai ngộ. Hay là chúng ta có thắc mắc gì á, chúng ta cứ thể trực tiếp hỏi Đức Phật, đúng không ạ? Ngài có thể cho chúng ta một lời giải đáp thỏa đáng, hợp với căn cơ trình độ chúng ta, vân vân. Nhưng mà đó là một cái giả thiết, đó là cái gì tiếng Anh gọi if I were, phải không ạ? If I were chứ phải là if I am. If I were là mình cái gì nó không có thực tế, không ạ? Giá mà thôi, nhưng biết đó là cái chuyện nó không thể có, không mà nó là, nhưng mà đó là cái tưởng tượng mình. Cái thực tế mà chúng ta phải đối diện đó là gì? Chúng ta đến với Phật pháp là đến với Phật pháp của 2000 mấy trăm năm, 2500 năm, 600 năm sau khi tới Bậc Diệt Độ, đúng không ạ? Cái Phật pháp tất cả chúng ta tiếp xúc đây là Phật pháp sau 2000 mấy trăm năm. Đó là nói chúng ta bây giờ, người xưa người ta cũng vậy thôi. Người ta chỉ cần tiếp xúc Phật pháp sau Đức Phật 100 năm, 200 năm, 300 năm là cái Phật pháp đó nó có nhiều cái lẫn lộn, nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn của nội tại. Tại vì chúng ta đọc kinh, các vị cứ tự nhìn lại coi, nhiều khi các vị nghe giảng sư giảng, thầy biết chùa Tịnh Luật này thỉnh nhiều thầy về giảng, đúng không ạ? Rất là nhiều thầy giảng. Các vị thấy có thầy nào giảng giống thầy nào không? Đúng không mà. Cho nên Phật tử mình có đặt thấy kinh phiêu không? Ủa thầy này giảng kiểu này, thầy cái giảng kiểu khác, thầy này đề cao pháp này, thầy kia đề cao pháp khác. Mà nhiều khi mình nghe quá, nhưng người nói chắc con tẩu hoa nhập ma quá này. Thì cái feeling đó, cái tâm trạng đó không phải chỉ bây giờ mới gặp, mà ngay từ thời Đức Phật nhập Niết Bàn xa không bao lâu đã có chuyện nó xảy ra rồi. Bởi vì chúng ta thường nói tam sao thất bổn không à, tức là ba lần chép lại thôi là mất cái gốc rồi. Nhưng mà các vị nghĩ bây giờ mình 2600 năm, 2500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, mấy lần sau, mấy lần chép lại, cái ba lần chép lại đã mất gốc rồi, mình bao nhiêu lần chép lại thì không biết bao nhiêu lần, phải không ạ? Cho nên mình cái vấn đề là mình đối diện như vậy. Rồi những kinh lục luận mình thấy á, nào là tiểu thừa, nào đại thừa, mà đại thừa nào là tánh không, lại nào là duy thức, lại nào là chân thường duy tâm luận, tư tưởng đều khác nhau mà conflict với nhau. Nào là pháp môn này pháp môn kia, thiền nói khác mà tịnh độ nói khác, mật giáo nói khác, ai cũng nói là mình liễu nghĩa, ai cũng nói mình là tối thượng, không à?
nghe đọc kinh cũng vậy, nói kinh này là kinh vua của các kinh đó mà, nói kinh này là kinh công đức hạng nhất đó mà, rốt mình không biết cái kinh nào hạng nhất hạng gì, đó là cái problem. Cho nên cái tứ y pháp nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình giải quyết những vấn đề. Cho nên cái vấn đề tứ y pháp là vấn đề giúp cho mình hiểu vấn đề là how the Buddha taught. Ở bên Mỹ á, ai bên mà phương Tây á, có một quyển sách về Phật giáo căn bản á, mà nổi tiếng nhất, căn bản á, nổi tiếng nhất, mà cái người dường như là bắt đầu vô học Phật á, ở người phương Tây người ta đều đọc cái quyển này hết. Không mà đó là gọi là the best seller of the best seller. Đó là quyển gì? Là What the Buddha Taught, Đức Phật đã dạy những gì đó mà. Của đâu là biết có vị có đọc được tiếng Anh là nên đọc quyển đó, căn bản rất là hay. Mặc dù là căn bản thôi nhưng mà viết trình bày nội dung rất là xuất sắc. Thì đó là nói lên cái nội dung như gì. Bây giờ á, nếu sau này có viết một quyển sách, thầy nghĩ cũng có thể trở thành quan trọng giống như cái quyển What the Buddha Taught. Thì nên là cái quyển sách là How the Buddha Taught, Đức Phật đã dạy như thế nào. Đúng không ạ? Tại vì Đức Phật đã dạy như thế nào, Đức Phật đã dạy thế nào, cái kia mà Đức Phật đã dạy những gì, đó là nội dung. Nhưng mà bây giờ What the Buddha Taught thì nhiều cái What quá. Cái nào cũng What không? Đại thừa cũng là ha, tiểu thừa ha, tịnh ha, thiền ha, mật quá chừng luôn. Nên mình mới tìm được How the Buddha Taught, Đức Phật đã dạy những gì để nhìn được cái bản ý Đức Phật. Cho nên thầy thường nói các Phật tử, điều quan trọng của người học Phật không phải để biết Đức Phật dạy những gì, à để biết cái điều gì á mình học, mà phải biết cái chữ, không phải câu trả lời là what, mà hơn quan trọng hơn phải tìm được câu trả lời của why and how. Như thế tại sao Đức Phật nói như vậy, đúng không ạ? Và Đức Phật nói như thế nào? Và cái tu hành của mình cũng vậy. Không phải là mình tu cái gì, không phải là mình tu thiền, không phải là mình tu tịnh, à, hay là phải mình tu mật giáo, điều đó không quan trọng, là cái label, cái name thôi, cái what không quan trọng. Điều quan trọng là why mình tu cái đó, mình có phát được tâm bồ đề không, không à? Tại sao mình chọn, mình phải xác định được mình, cái căn cơ, cái trình độ của mình, cái pháp môn có hợp với mình hay không, cái đó why, đúng không à? Phải xác định được, phải biết cái chữ why, tại sao mình tu cái đó, tại sao mà cái pháp môn nó như thế nào mình tìm được, và how tu như thế nào, đúng không mà? Đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên cái câu mà hỏi quá không quan trọng mà câu hỏi why and how. Và hôm nay pháp tư y chúng ta cho chúng ta mình nhìn lại kinh luật luận của Đức Phật qua con mắt của tìm hiểu how Đức Đức Buddha Taught, Đức Phật dạy như thế nào. Cái đó mình hiểu được Phật dạy như thế nào, mình không có bị cố chấp vào trên danh tướng danh từ. Khi các vị giảng sư thuyết pháp cũng vậy, các vị biết ồ đó là cái background của vị giảng sư đó, giảng như thế đó, thì mình giống như Đức Phật nói, giống như cái con mà ngỗng chúa đó, nó đẻ ra một bầy ngỗng con, khi mà nó cho con nó bú á, sữa đó, thì nó bơi phía trước, nó tiết sữa ra trong dòng nước, và những đàn ngỗng chúa con á ở dãy Himalaya đó, nó bơi theo, nó uống cái sữa mà nó chừa lại cái nước, đúng không à? Thì cái loại ngỗng nó mới đặc biệt nó vậy. Đức Phật cũng nói vậy, giáo pháp mình nghe đó, mình phải uống sữa chừa nữa. Thì khi các vị hiểu được cái vậy rồi, thì thầy giảng sư khác nhau, kinh luật luật khác nhau, nói cái gì đi nữa, các vị chỉ cần uống sữa là được rồi, đúng không à? Những cái khác nhau là nước thôi à, thì các vị biết chừa được. Thầy muốn như vậy, mình phải có cái bản lĩnh đó. Và cái bài giảng hôm nay cố giúp các vị có một nền tảng để phát triển cái bản lĩnh của các vị. Cho nên vấn đề tứ y pháp thứ nhất là gì? Y pháp bất y nhân, rely on the teaching, not the teacher. Cái này nó có hai cái phạm trù để chúng ta nói. Thứ nhất là mình nương tựa giáo pháp, không nương tựa nơi thầy giảng. Chúng ta biết khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì A Nan và đại chúng rất đau khổ, bởi vì Đức Phật là vị đại sư, đúng không, vị thầy dạy Phật pháp, mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi giống như mình mất thầy vậy đó, một
cây đại thụ đã đổ ngã rồi, mặt trời đã lặn rồi, thế gian trở nên tăm tối rồi, bóng cây đại thọ đã ngã rồi, không còn bóng mát để che chở. Hãy thường chúng ta diễn tả một cái sự mất mát, một vị đại sư đúng không ạ, một bậc thầy đúng không ạ, giống như mặt trời đã lặn, mà thế gian tối tăm trong kinh nói, giống như cây đại thụ đã ngã không còn nơi nương tựa nữa, nó ngã nan và các đệ tử thường là chưa chứng quả nên khóc, nên là nghĩ như vậy. Thì A Nan đó bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi không, thầy đã mất rồi, vậy chúng con biết nương tựa vào ai? Thì Đức Phật nói, này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, ông đừng nghĩ rằng không có nơi nương tựa. Các ông hãy lấy pháp và luật của ta làm cái nơi nương tựa, hãy nương tựa nơi mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy làm đò hòn đạo của chính mình mà đừng nương tựa nơi ai khác, đúng không ạ? Vậy thì Đức Phật đã giảng rồi, mình phải nương tựa nơi giáo pháp, pháp và luật. Thực sự pháp và luật á là một, nhưng bởi vì á khế cơ cho nên thành ra hai. Thường thường chúng ta nghe nói kinh nó khác với luật đó mà, giáo pháp khác với luật, vâng, đó là trên cái phương tiện khế cơ, bởi vì giáo pháp cũng chính là luật. Chúng ta nhớ khi Đức Phật thành đạo 12 năm đầu tiên không có giới luật, ngài chỉ dạy một bài kệ coi như thành ra giới luật của tăng chúng. Lúc đó là thành lập tăng đoàn, thì từ năm anh em anh Kiều Trần Như phát triển ra cho các ngài mà Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, Ca Diếp, Ma Ha Ca Chuyên Viên rồi đó, tới 1250 vị tỳ kheo theo cái con số gọi là conventional number, một con số mà ước lệ như vậy. Thì các vị biết không có giới luật, không có giới này giới kia, mà Đức Phật chỉ dùng một bài kệ để làm cái giềng mối để cho đại chúng sinh hoạt thanh tịnh hòa hợp với nhau. Đó là bài kệ gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Không làm các điều ác, tự thanh tịnh tâm mình, không làm các điều ác nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm mình. Đó là lời Phật dạy, đúng không ạ? Thì đó là cái bài kệ đó, như là giới luật là nếu mình không làm ác thì các vị có sát sanh không? Có trộm cắp, có tà dâm, có làm bậy không? Nên làm các việc lành là các vị có biết tu hành tinh tấn không? Có, đúng không ạ? Tự tịnh tâm ý mình thì tất cả những hành vi tội lỗi đều do tâm bất thiện mà nó ra thôi. Nếu mà tịnh được tâm rồi thì không có cái phạm giới gì cả. Đó là lời chư Phật dạy, và Đức Phật ở đây là bài kệ của bảy đời chư Phật đều nói như vậy. Cho nên trong kinh gọi là thất Phật kệ, là bài kệ của bảy đời chư Phật, tức là quá khứ hiện tại vị lai được, đều có là chân lý phổ quát. Nhưng mà 12 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là mới bắt đầu có phạm giới không à. Bài kệ nó không đủ, có những người không có đủ có sức tỉnh thức để y nơi đó, cho nên thực tế có người phạm giới. Thì Đức Phật thấy mà phạm giới này thì Đức Phật, ai mà phạm giới dâm thì Phật chế giới dâm, đúng không ạ? Phạm giới trộm cắp thì Đức Phật phạm chế giới trộm cắp. Từ từ mới có kết tập lên thành gì? Tỳ kheo 250 giới, đúng không ạ? Tỳ kheo ni 348 giới, vân vân. Thì cái đó giới luật có sau khi Phật pháp, bởi vì nó từ nơi đó mà ra, cho nên thật sự pháp và luật không hai, nhưng mà chia ra pháp và luật để vì sự phát triển của tăng đoàn, mà tăng đoàn càng rộng lớn chừng nào thì tệ chừng ấy. Chúng ta biết mà, giống như mà mình con ít thì mình còn dạy kỹ chút, không mà con đông quá có bị cứ nghĩ mình đẻ chục đứa thôi mà mình lo kiếm ăn ăn cái đó cũng chết rồi, không mà đâu có thời giờ mà theo sát nữa. Thì cái khả năng hư hỏng nó nhiều hơn. Tăng chúng cũng vậy, đông quá thì rồng rắn nó hỗn tạp, cho nên phải có chế giới luật cụ thể ra vậy để trị phạt tửng xuất vân vân, cho nó hợp, giống như thuốc để mà trị bệnh. Nên pháp và luật là một. Nên ở đây Đức Phật, chúng ta đầu tiên chúng ta thấy cái chữ y pháp với y nhân, nên Đức Phật đã dùng đầu tiên là đúng mà. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài nói, này các tỳ kheo, không mà đừng nghĩ rằng đại sư Đức Phật đã mất đi là không có nơi nương tựa. Các ông hãy lấy pháp và luật của chúng ta, của ta nói làm nơi nương tựa. Có phải là y pháp với y nhân không?
y nơi giáo pháp mà không y nơi người dạy. Nói Đức Phật mất rồi nhưng mà thầy không có mất. Tại vì sao? Giới luật là thầy, chánh pháp là thầy. Nếu nương nơi chánh pháp, nương nơi giới luật tu hành là giống như là nương nơi thầy tu hành. Đó là điều quan trọng nhắc lại. Cái thứ hai nữa là muốn nói tới vấn đề y pháp với y nhân. Tại vì chúng ta biết Ấn Độ ngày xưa, đây là thầy nói về lịch sử cái y pháp với y nhân á, cái gốc nó ra đó. Thì chúng ta biết Ấn Độ ngày xưa là một cái xã hội gọi là giai cấp hóa, hai cấp, tập cấp hóa. Tức là mình nói giai cấp là gì? Giai cấp mình nói giai cấp giàu, giai cấp nghèo không ạ? Công dân, nông dân, người buôn bán vân vân. Nhưng thật sự cái chữ giai cấp á, cái class ở trong cái tiếng Anh bây giờ xã hội này nó không có đúng với thời Đức Phật ngày xưa. Ta gọi nó là caste. Tại sao gọi là caste thay vì được gọi là class? Tại vì gọi là caste á, C-A-S-T, caste. Tại vì sao? Tại vì cái giai cấp của Ấn Độ thời đó nó không có mobilization, tức là không có sự thay đổi được. Giống như mình xưa mình nói con vua thì được làm vua, con sải ở chùa lại đại quét lá đa phải không? Mà sáng này người ta còn sửa lại chút nữa gì, bao giờ dân nổi can qua con vua lại phải đi ra quét chùa phải không? Thì cái đó gọi là mobilization, là thay đổi. Nhưng Ấn Độ sao thì nó không có chuyện đó. Mình sinh ra, chúng ta biết Ấn Độ có bốn giai cấp chánh đúng không ạ? Một giai cấp Bà La Môn. Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, người nắm cái quyền lợi về tế lễ và giải thích Vệ Đà, không ạ? Kinh điển, kinh của kinh điển tôn giáo thời đó, nắm cái quyền đó, không ạ? Cho nên chỉ có con cháu của giai cấp Bà La Môn là mới được học kinh Vệ Đà, mới được mà có quyền chủ lễ tế lễ tôn giáo, được xã hội kính trọng và được những cái quyền lợi đặc biệt như vậy, gọi là privilege, những cái đặc quyền dưới cái Bà La Môn về mặt respect, social respect. Nhưng mà hơn về mặt gì, power, đó là giai cấp sát đế lợi. Kshatriya, Kshatriya sát đế lợi là giai cấp gì? Giai cấp vua chúa, gọi là ruling class, không? Hay caste, một cái giai cấp mà cai trị. Cai trị. Và dưới cái giai cấp cai trị đó, Kshatriya hay sát đế lợi đó, là giai cấp thứ ba là gì? Đúng rồi, Vaisa. Vaisa là vệ xá. Mình tiếng Hán dịch là vệ xá, tiếng Phạn là Vaisa. Là giai cấp thợ thuyền nè, giai cấp buôn bán nè, giai cấp những người mà craftsman, tức là những người làm thủ công rồi đó, hay là công nhân, hay là buôn bán vân vân. Giai cấp đó tạo ra sản phẩm và giao lưu sản phẩm trong xã hội. Và giai cấp thứ tư thấp nhất là gì? Nô lệ, thủ đà la, mà sutra, sutra là thủ đà la. Giai cấp này là phục vụ giai cấp kia, làm những công việc giống như là tỳ tớ, không mà làm công việc mà hầu hạ, thì phục vụ những giai cấp kia giống như tỳ tớ vậy đó. Rồi còn một giai cấp mà ngoài giai cấp, tức là không có kể vô bốn giai cấp nữa, bị ngoài rìa xã hội, mà tiếng Anh gọi là untouchable. Untouchable là nói họ dơ bẩn lắm, không có nên đụng tới, không mà mày đụng tới là phải dơ, phải không? Dơ, phải dơ cái thân đó, mà dơ cả linh hồn, dơ cả cái dòng tộc của họ. Cho nên Ấn Độ có một con sông thiên mà người ta nghĩ rằng mình xuống đó mình tắm rửa sẽ rửa sạch tội lỗi mình. Sông gì? Sông Hằng, không mà. Cho nên muốn có câu là sao? Có tội lỗi xuống sông sông Hằng, không? Ta tắm rửa tội. Thì untouchable là cái họ nghĩ họ rất dirty về cái mặt background của họ, về cái mặt tội lỗi và cái sin của họ, cái xô của họ không có được sạch sẽ, nên người ta xa lánh họ. Họ sống một giống như là riêng biệt, người ta chui nhủi ha, giống như một cái loài vật có hai chân đó mà nó không như chấp nhận cái xã hội loài người như quyền lợi người đó, không coi họ là người. Mình nói công dân hạng hai họ còn tệ hơn hạng hai. Rồi hạng 2 có thể nó thủ là la, hạng 2 là chắc họ hạng 3 đúng không ạ? Cho nên họ làm những lề gì hút phân nè,
gắn xác chết nè, chôn xác chết vân vân. Gọi là chiên Đà La, các vị nghe chữ chiên Đà La trong kinh không à? Cha Đà La là cái hạng này. Tại sao họ có cái hạng đó? Đó là cái hạng họ vi phạm cái luật tập cấp của Ấn Độ. Luật tập cấp Ấn Độ là gì? Ví dụ mình là sát đế lợi thì mình lấy sát đế lợi, đúng không ạ? Môn Đăng họ nói không? Mình thủ Đà La lấy thủ Đà La. Mình là vai xa thợ thuyền mình lấy tới thợ thuyền. Nhưng mà giờ mình lộn đi. Ví dụ thủ Đà La mà lấy lộn giai cấp ha. Dù mình lấy thủ Đà La lấy Vesa, thủ Đà La lấy Kasya, nhưng mà nó ít hiếm khi xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra. Thì những đứa con mà đó giống như là con ngoài hôn thú vậy đó, không vô thừa nhận đó, những người đó trở thành gì? Chan Đà La, đúng không? Chan Đà La là untouchable, tại họ vi phạm với luật truyền thống rồi, cho nên họ không được chấp nhận trong xã hội, gọi là Chan Đà La. Trong kinh nó chiên Đà La đó, phải không à? Hạ tiện như vậy đó. Và Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Cho nên ngày xưa này, mà khi mà thế kỷ thứ 19 á, mà khi mà khôi phục lại Phật giáo Ấn Độ á, Phật giáo Ấn Độ bị diệt ở thế kỷ thứ 13 bởi Muslim, bởi bên Hồi giáo. Thì lúc đó thì chiên Đà La có khoảng 500.000 người làm một cái lễ quy Phật giáo. Lúc đó thầy nghĩ là tại sao mà tại có một cái số lượng lớn mà quy Phật giáo thời đó. Tại sao? Tại họ no choice, không có chỗ nào chấp nhận ha, chỉ có Phật giáo chấp nhận, đúng không ạ? Chứ Ấn Độ giáo họ không chấp nhận. Thì thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta biết được cái hoàn cảnh xã hội thời đó. Rồi hoàn cảnh xã hội thời đó thì đặc biệt ở trong Phật giáo mà không phải tôn giáo nào khác, chấp nhận tất cả đi tu. Mình đi tu Đức Phật không có phân biệt, chỉ cho sắc tới lệ đi tu, chỉ cho Bà La Môn đi tu, mà nô lệ Đức Phật cũng cho đi tu, đúng không ạ? Chiên Đà La Đức Phật cũng cho đi tu. Đó là một cái sự xúc phạm đến cái luật xã hội lớn nhất thời bây giờ, đúng không ạ? Và cái system của cái society nó là như vậy. Bây giờ Đức Phật cho hết tất cả đi tu, gọi là gì? Trong tăng đoàn Đức Phật gọi là tứ hà nhập hải giai xã dị danh, tứ chốn xuất gia đồng vi thích tử. Nghe câu này chưa? Tứ hà nhập hải giai xã dị danh, bốn con sông á, mặc dù có tên gì khác đi nữa mà khi đổ ra ngoài biển á đều mất cái tên riêng. Giống như mình nói giờ mình sông Houston, mình nói cái sông Michigan, mình nói cái sông gì đi nữa cái tên vậy, nhưng mà khi nó đổ ra biển rồi, biển nó còn tên sông nữa không? Hết rồi, mất cái tên rồi. Cho nên bốn cái con sông mà đổ ra được biển đều mất cái tên riêng. Cũng vậy, bốn cái chúng xuất gia, tức là bốn cái giai cấp xuất gia: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xá và Thủ Đà La, mà khi xuất gia rồi đều gọi là gì? Thích tự hết, đều gọi là con Phật hết, đúng không ạ? Con Phật hết. Nên nhìn là lịch sử mình thấy á, để tới Đức Phật có ni đề là gánh thân. Các vị nghe chữ ni đề chưa? Đà Chiên Đà La, không ạ? Đức Phật biết mà ai mà trì luật đệ nhất của 10 thập đại đệ tử không? Ubali là giai cấp gì? Thủ Đà La. Ni đề là chiên đàn gánh thân. Ubali là vô thợ cạo cho mấy hoàng tử nhớ mà cắt tóc không ạ? Cho nên ổng là Thủ Đà La, giống như đầy tớ đó, ở đời ổng Thủ Đà La. Cho nên giai cấp đó là bị những xã hội, nhưng mà Đức Phật không có quan trọng cái chuyện đó. Đức Phật nói một người khi sanh ra không phải tự nhiên cái dấu Inca trên trán, không phải tự nhiên trở nên cao quý hạ tiện, mà chính hành vi của người đó khiến cho người đó trở nên cao quý hạ tiện. Tuyệt vời. Tuyên bố của Đức Phật tuyệt vời. Tại vì đối với Ấn Độ thời đó, hay sinh ra là cao quý hạ tiện là quyết định từ lúc oa ra đời, thấy không? Oa ra đời mở mắt ra thấy ba mẹ mình sát lấy lại, thấy cuộc đời là hạnh phúc rồi, phải không ạ? Oa mở mắt chào đời thấy cha mẹ mình đó là Thủ Đà La thì ai tai cái cuộc đời. Hết còn cái mối vi lai xấy sơn, không có chuyện mà bao giờ con nổi can qua con vua lại phải đi ra quét chùa, không có chuyện đó, phải không ạ? Cái này là hãy là con vua lại làm vua mãi, mà con sải đề cứ quét lá đa mãi, con ăn mài để ăn mài mãi. Cho nên nhưng mà tôn giáo Đức Phật cho họ cái mobilization, đứng ở mặt xã hội không?
Bởi vì tất cả đều có thể trở thành A-la-hán, đều trở nên được sự cung kính tôn trọng. Nên chính Ubali Thủ Đà La trở nên một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, đúng không? Ni Đề trở nên vị A-la-hán. Mà Tăng Đoàn nó vẫn chẳng những như vậy không, mà tất cả người ác mà hãy cải ác làm lành đều được đi tu hết. Giống như nàng Liên Hoa Sắc là kỹ nữ prostitute, đúng không mà? Kỹ nữ cũng là A-la-hán. Giống như là ông gì Ương Quật Ma La là gì? Tướng cướp, đúng không mà? Vô não đó, dịch tiếng nghĩa là vô não. Tiếng bảo ưng, dịch âm là Ương Quật Đa La là gì? Tướng cướp, đúng không mà? Cũng trở thành A-la-hán. Cho nên đứng về mặt xã hội thì đi tu đó một cái great mobilization, social mobilization, thay đổi cái giai cấp. Nhưng mà như vậy thì những người giảng sư, ví dụ như đi giảng pháp hoằng pháp, nhưng mà cái người đi nghe giảng á, thời đó bởi vì họ nặng cái thành kiến, họ còn ở trong một cái xã hội nó như vậy, giáo dục họ như vậy, background họ như vậy, cho nên khi nghe pháp họ sẽ có một cái đặt câu hỏi về background của ông thầy giảng, đúng không ạ? Cho nên Phật nói y pháp bất y y nhân, mình phải nghe cái lời giảng của thầy có đúng đạo lý không, chứ không cần nhìn background không. Mình có thể mình là sát lấy lợi, mình là vua chúa, nhưng mình có thể mình nghe Nô Lệ giảng pháp được, mình có thể nghe Ubali giảng pháp được, đúng không? Nghe Ni Đề giảng pháp được, bởi vì mình nghe pháp chứ mình không có xét soi cái background của người đó. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ y pháp y, cho Đức Phật nói người đệ tử đi nghe pháp, một là chúng ta nghe pháp nhưng mà không có để tâm đến cái tướng hảo của vị giảng sư. Nhưng thật lớn bây giờ chúng ta thấy make mistake này vậy không ạ? Chúng ta thường đi nghe giảng mà bị giảng sư nào mà tướng phương phi giống như là tường Tam Tạng thỉnh kinh á, là mình thích lắm không? Vì thấy tường Tam Tạng thỉnh kinh thấy handsome không? Đó mà thấy rất handsome, ai cũng nhìn cũng thích đó mà. Thì thường á mình chúng ta thấy ở đây có cái đàn chỉnh tế không ạ? Cái đàn chỉnh tế ta thích đi nghe, một phần á là đi coi mấy ông thầy. Đó mà tại ông thầy mặc y hậu lên rồi mang gì nữa, mang mão lên phải không, rồi bắt đầu là bắt chú bắt ấn là tay dẻo không, dẻo lắm không? Mình nhìn cái tướng á mình thích, nhiều người không hiểu cái gì hết nhưng mà thấy là thích rồi. Giống như mình đi coi hát vậy mà. Cho nên người đi mà nghe giảng giống đi coi hát, đi coi hát thì cho những mình coi hát là giọng ta hay không, rằng ta cũng đâu có chịu, ca sĩ phải đẹp mới được, phải không ạ? Phải make up lên là đèn màu nữa không, lấp loáng lên, là lúc đó người ta chỉ về Đức Phật tà pháp. Bên đây chúng ta học này hao được của đơn thoát mà, chữ hao quan trọng. Chúng ta nghe pháp, Đức Phật nói không nên coi cái tướng tốt vị thầy, mà chỉ nghe cái Phật pháp thôi. Nếu mà ông thầy đó xấu mà ông giảng đúng chánh pháp, giảng hay, có thể giúp cho mình tu học được. Mà nếu cho chấp vào cái tướng tốt vì đó là chúng ta lỡ cơ hội tu học rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai, không nên nghe cái âm thanh của vị đó. Tại vì chúng ta biết giảng sư có người trời phú cái phước rồi đó, mình nói trời phú là nói theo thế gian chút thôi mà, mình nói theo đạo là cái phước của họ, cái phước đời trước, cho nên giờ họ có giọng nói mình nghe mình dễ hiểu, êm tai nghe mà không có buồn ngủ. Nhưng mà có nhiều vị mà lên thấp tò mà giống như mà bác sĩ gây mê vậy, cái giọng đều không? Trời tịnh luận đã nóng rồi đấy, muốn buồn ngủ là nghe thầy nó thôi, là không còn biết cái gì nữa. Rồi tới chừng cuối thời giảng là nghe dân mình thức dậy nó, thầy nói gì nó nãy đâu biết đâu, nãy là ngủ mà. Thì cái đó, cái giọng không, thì cái giọng có nhiều người giọng, và có người giảng giọng người Trung á mà, giọng người Bắc, giọng người Nam, thì cái accent á nhiều khi cũng khó nghe. Thì Phật nói mình nghe pháp á, mình phải lắng nghe cái giáo pháp, cái nội dung người đó giảng, mà không có judge cái vị giảng sư, không có đánh giá vị giảng sư qua cái giọng nói là hay hay dở, đúng không ạ? Bắc hay Nam hay Trung, mình cố gắng, nếu một cái lời nói họ mà đúng chánh pháp, mà có đạo lý sâu sắc để mình tu học thì phải để nó nghe, chứ không phải nghe về nó ông thầy giảng hay quá, cái giọng hay quá, êm quá, dịu quá, không ạ? Mình thích cái giọng đó. Cho nên nhiều người thích cái giọng nghe êm êm, dịu dịu, nhẹ nhàng, hoặc là nó thanh tao vân vân, mình lại thích cái đó, mình quên đi cái nội dung.
Nhưng mà nếu ông thầy mà ông đòi về giọng nói chuyện hay quá, giọng nói tầm bậy là mới chết à. Đúng không ạ? Hay mà tầm bậy mới chết, tại vì sao? Giống như mà thuốc độc mà đi bọc đường rồi đó. Trời ơi, hại nhiều người. Thuốc độc nó đắng, ta nhai rồi nhả ra. Thuốc độc bọc đường thôi, ai cũng nuốt vô hết là chết hết. Cái thứ hai, đi pháp biết nhân hai cái. Và cái thứ ba quan trọng là khi nghe pháp không được search cái background của vị đó. Như thời Đức Phật thì cái background nãy thầy nói đó, không mà, hoặc là nô lệ hay chiên đà la hay là như gì, hoặc là vua chúa mà không có khe à, không phải vì ổng xuất thân là vua chúa mà mình kính trọng cái giáo pháp của ổng, cũng không phải ổng vì xuất thân từ nô lệ mà mình khinh miệt cái giáo pháp của ổng. Miễn giáo pháp của ổng đúng chân lý, đúng Phật pháp là mình tôn trọng. Mình tôn trọng cái pháp, phải tôn trọng được cái người nói, đúng không? Đó là nghĩa thứ nhất, tránh cho mình cái tâm khi mạng hoặc ở thét vô cái vị vị thầy, âm thanh hay sắc tướng hay là background. Giờ các vị hiểu được cái chữ y pháp y nhân một cái nghĩa đó nữa không? Giờ chúng ta bước qua một bước thứ hai. Thì hồi nãy á, thầy đã nói trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật nói các ngươi á, hãy lấy pháp và luật của ta làm nơi nương tựa, phải không ạ? Mà đừng nghĩ rằng Đức Đại Sư đã mất đi rồi là không còn nơi nương tựa nữa. Thì đó là cái gốc y pháp y nhân. Nhưng mà ngay cả lời Đức Phật nói khi Ngài còn tại thế, Ngài cũng yêu cầu các đệ tử của Ngài là gì? Phải biết quan sát cái lời của Ngài nói, mà không nên hoàn toàn tin vào cái lời của Đức Phật nói. Hồi nãy mình nãy nói về mình nghe pháp, mình không có chết vì pháp sư, cái Phật pháp qua cái lời nói pháp sư, qua cái giọng nói pháp sư, qua cái hình tướng pháp sư, không mà giọng nói hay dở, hình tướng đẹp xấu, qua cái background của pháp sư nó là tốt hay là xấu, mà phải nghe nơi giáo pháp pháp sư. Giờ cái thứ hai ngược lại mình nhìn á, nhiều khi chúng ta kính vị thầy quá, cái kia mình coi thường mà mình bỏ mất đi Phật pháp. Thế nhiều khi mình kính vị thầy quá, mình thần tượng, vậy nó đúng là chứ thần tượng đúng không ạ, idol đúng không ạ, mình thần tượng vì đó cho nên mình mất đi khả năng suy xét, đúng không ạ? Mình thần tượng gì quá thì mình nói thầy mình nói rồi thì number one đúng không? Nhiều người vậy đó, thầy mình nói là đúng, là chân lý một tuyệt đối à. Nhưng mà Phật pháp không phải nhằm đào tạo ra những con chiên ngoan đạo. Mình là Phật tử, mình không phải là con chiên ngoan đạo. Con chiên là con gì? Cừu phải không ạ? À, con chiên là con cừu nó hiền lành đúng không ạ? Nó không biết phản kháng, à, lùi đi đâu đi đó không ạ? À, đến nỗi lùi nó vô lò sát sanh nó cũng đi nữa. Cho tắc cỏ bỏ về. Nhưng mà mình có phải là con chiên không? Nhưng mà rất nhiều người làm con chiên Phật tử đó. Tại vì sao? Thiếu tư duy. Mình thần tượng vị thầy á, thần tượng á, mình nói đây thầy mình rồi, mình không có, mình không có cái khả năng mình đánh giá đúng sai nữa. Thì đến nghe Đức Phật là vị đạo sư, vị thầy mà mình tin rằng toàn hảo nhất, và Đức Phật còn dạy mình phải cẩn thận với lời Đức Phật, đúng không ạ? Phải biết đánh giá lời Đức Phật, đừng nói chỉ là thầy mình là phàm phu. Thì Đức Phật, thầy trích lại một cái đoạn của Ngài Tông Khách Ba, mà Ngài trích ở trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Yếu Luận của Ngài á. Thì các bạn tiếng Anh nó như thế này: Like gold that is melted, cut and polished, so should monks and scholars analyze my works before accepting them. They should not do so out of respect. Đức Phật nói giống như vàng mà nó được nấu chảy ra, nó được cắt và được mài dũa, không à? Cũng vậy, những vị thầy, những vị học giả nên phân tích những lời dạy của ta, những lời dạy của Đức Phật trước khi mà chấp nhận đó. Họ không nên làm điều đó bởi vì tôn trọng. Tức là Đức Phật nói vàng, mình muốn biết vàng thật hay vàng giả mình phải thử đó mà. Hãy ta nói là sao? Lấy lửa thử vàng đó không à? Mình phải méo thiệt, đúng không à? Hãy cut đó,
Meo tiếc là mình nấu nó chảy ra mà thấy vẫn còn vàng rồi đúng không mà. Thấy nó vàng vậy mình nấu chảy ra thấy nó trắng nhách lên trong là biết gì? Vàng giả rồi mà. Thấy vàng rồi đó bên ngoài mình cắt ra làm đôi nhìn bên trong là gì? Trắng nhách biết gì? Vàng mạ. Không phải nó mạ vàng lớp bên ngoài thôi, bên trong là chì hay gì đó. Cắt ra cho nên ha, mình polish phải chà nó đi à, mình thấy cục vàng phải chà đi, thấy lớp mỏng mất rồi lòi ra miếng chì trong là biết đồ giả không? Nó vàng mình phải thử vàng. Thì lời giải Đức Phật giống như vàng đúng không? Mình nói lời vàng nhưng phải thử đó, phải vàng thiệt hay vàng giả. Tại thời này người ta cũng mượn lời Đức Phật nói không mà à, như thế này như thế kia để người ta nói. Nó lời vàng từ kim ngôn kim khẩu Đức Phật nói ra, nhưng mình phải thử, phải Đức Phật phải nấu chảy nó ra, phải cắt nó ra, phải đánh chà nó ra. Polish it, đúng không mà? Polish it, magic à, should be magic à, should be cut, should be polished. Như vậy thì mình mới có thể biết được vàng thật hay vàng giả. Và Đức Phật nói khi mình làm cái gì đó đừng, mình á, làm cái việc mà phân tích á, mình đừng có nên out of respect, tức là từ cái lòng kính trọng. Nếu mình kính trọng Đức Phật quá rồi á, mình không có, mình nói mình cắt mà không cắt tới nơi tới chỗ, mà cắt một chút thôi mà không dám cắt hết. Đó không à, mình phải lên chút là mình phải tới nơi tới chỗ. Tại vì khi mình từ cái lòng kính trọng rồi mình mất vô tư rồi, không mà. Bởi vì chỉ cái Đức Phật mình mới nói tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta vậy. Đây là độc đó vô cùng. Và trước khi Đức Phật giảng pháp, Đức Phật đều nói như thế này: này đại chúng, các tỳ kheo, hãy đế thính, thiện tư, thiện tư. Hãy lắng nghe cho kỹ, khéo tư duy và khéo tư duy. Thầy thích nhất cái đoạn khéo tư duy và khéo tư duy. Cái điều khác nhau giữa Phật giáo với các tôn giáo khác là ở chỗ Đức Phật dạy mình văn tư tu, nghe tư duy rồi mới thực hành, đúng không? Trong khi các tôn giáo khác thường là gì? Văn tu, nghe làm theo, đúng không? Bible mình không có được question, không có được, không mà phải có đức tin. Nó lấy đức tin làm chánh à, nhưng mà question á là giống như mình phạm thượng, hơn phạm thượng người ta gọi là phạm thánh, đúng không à? Đó là phạm thánh. Phạm thượng thì hồi xưa bị chém đầu thôi, phạm vua mà. Còn phạm thánh là bị đài xuống hỏa ngục đời đời đó mà, nên quá sợ. Đức Phật không có, không có chuyện phạm thánh. Ở đây khi mà chúng ta phân tích để hiểu lời Đức Phật tới nơi để cho ông phân biệt tà kiến với chánh, chánh kiến, cho nên tư duy vô cùng là quan trọng. Và trong cái văn tư tu, nghe tư duy và tu hành á, mà các vị đã tư duy rốt ráo tới nơi tới chốn là các vị đã tu hết 70% rồi. Tu 70% rồi. Nếu các vị mà không có tư duy á thì các vị á không thể nào mà tu hành đúng đắn, không bị thành công được. Cho nên tư duy quan trọng lắm, cái trí tuệ quan trọng lắm. Nên người Tàu có nói một câu là nếu mình có tư duy đúng đắn á thì gọi là sư ban cung bay, tức là mình làm ít mà có kết quả nhiều. Còn mà không có tư duy đúng đắn á thì sao? Sư bay cung ban, tức là mình làm nhiều mà kết quả ít. Kể chuyện lại một cái câu chuyện mà trong kinh Bách Vụ kể, có anh chàng ảnh phục vụ vua một thời gian rất là dài và hết sức là tuận tụy tận trung. Và ông già rồi, ông retire, ông mới không còn làm trong cung điện nữa, ông về. Tức là ông làm một cái giống như thủ Đà La vậy thôi, nhưng mà vua rất là tuận tụy nên vua thương ông. Nên ông vua không biết tặng ông cái gì, sẵn cái con lạc đà ở trong cung nó chết á, ông vua mới tặng ông con lạc đà về làm vốn không à. Thì ông này đem con lạc đà về thì làm vốn, vốn là lóc lấy da lạc đà không mà, có thể phơi bán cái da đó cho người ta làm mềm, tại da lạc đà nó dày đó, ha, lọc làm cái màng ở sa mạc, cái liều, cái tent, hoặc là lấy thịt lạc đà để mà đi bán thịt, vân vân. Cho nên tặng người ta con lạc đà chết về. Thì người ta đem con lạc đà chết về nhà ông ta, thì ông có cái nhà ba tầng, cái lầu ba tầng. Thì cái cục ông mới lấy con dao, ông mới lột da lạc đà trước, đúng không? Lột da lạc đà trước, mà các vị biết da lạc đà rất là dày, nên ta mới lóc da lạc đà lột lột, nhưng mà dao cắt cắt hồi nó lục, đúng không?
thì anh ta mới đi mài ra. Thì cái cục đá mài anh ta nằm ở trên lầu 3, nên anh ta phải chạy lên lầu 3 anh ta mài, và bén rồi anh ta mới leo xuống lầu 1 để tiếp tục mà lóc da lạc đà. Nhưng mà lóc hồi lại giao lục nữa, nên là chạy lên lầu 3 anh ta mài tiếp, mài bén rồi anh ta mới chạy xuống lầu 1 lóc tiếp, làm lên làm xuống làm lên. Có vị biết con lạc đà nó có nhỏ đâu, nó bự mà, cho nên lâu lắm chắc lắc hồi mệt quá mồ hôi rồi kênh ta mới ngồi suy nghĩ nó tại sao mày phải ngu vậy, phải chạy lên lại xuống, tại sao mình không để cục đá mài chung với con lạc đà không mà nó vừa lục mày quay qua mình mài, mình mới đi lộn tiếp, nãy mình ngu quá làm cực khổ vậy. Anh mới suy nghĩ, anh nghĩ là mình rất là thông minh mới phát minh ra được cái việc hay như thế này. Anh ta khệ nệ giác con lạc đà lên lầu 3. Không phải không? Tôi nói tại sao anh ta không có đem cục đá mài từ lầu 3 xuống lầu 1 mà phải dắt con lạc đà lên lầu 3. Đó là một cái ví dụ kinh báo cú, kinh bách dụ rất là hay. Mà kinh bách dụ còn gọi là chuyện cười Phật giáo đó mà. Đây là một chuyện cười Phật giáo, đạo lý của nó là vậy. Nên cái tư duy chúng ta rất là quan trọng, phải không ạ? Tu hành cũng vậy thôi. Nếu các vị mà hiểu đúng Phật pháp, tư duy mà khai phát được, hiểu được vấn đề, là các thầy nói các vị tu hết 70% rồi, phải không ạ? Tu hết 70% mà còn 30% là nhẹ nhàng, tu nhẹ nhàng lắm. Còn không mà hiểu được đạo lý tu á, mà giống như người mù đi đêm vậy đó, phải không ạ? Đã mù rồi mà còn đi trong bóng tối nữa. À, người mù đi đêm là thì các vị rất là khó, cứ mò đi không mà. May á, mà gặp cái người dẫn đường mình á, dẫn đúng là còn đi tới nơi được. Mà người ta dẫn sai một cái là mình xa hầm lọt hố. Nhưng mà thời buổi này á, thì Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm rồi, quyền ký là cái thời mạt pháp này. Đức Phật nói thời mạt pháp á, thì sao tu hành á, như nhích manh dẫn quần manh. Một người mù mà dẫn theo một đám người mù đó mà, đi về đâu hỏi anh thì cái đó. Từ đó bị có câu trả lời. Cho nên thay vì mình để cho ta dẫn, tại sao mà không nhìn bằng con mắt của mình? Thầy hồi xưa đi tu tới giờ, quan niệm của thầy á là tôi kính thầy tôi, nhưng mà tôi còn kính trọng chân lý hơn. Câu này là phải của thầy nói, mà của Plato nói. Plato Socrates, không mà Socrates là triết gia phương Tây. Rồi ông nói là tôi kính thầy, trọng thầy tôi, nhưng mà tôi còn trọng chân lý hơn. Thầy nói cách khác là y pháp bất y, y nha. Kinh luật luận còn đó, mình nói mà nếu thầy mình mà nói không có đúng kinh luật luận đó, mình không nghe nữa, đúng không mà? Mà không ạ, từ cái cảm tình cá nhân. Nghe Đức Phật còn nói mà không nên mà học kinh luật luận. Không nên mà tìm hiểu là Đức Phật dạy, bởi vì kính trọng Đức Phật không. Nếu chỉ kính trọng Đức Phật không, cho nên mình không có khả năng suy tư nữa. Mình phải tìm cái chân lý. Đương nhiên kính trọng là kính trọng, nhưng mà mình phải kính trọng chân lý hơn. Tại vì sao? Người ta có thể in the name của Đức Phật, mượn cái danh nghĩa Đức Phật để người ta quằn, người ta dạy mình tầm bậy, đúng không ạ? Dạy mình tầm bậy. Nếu mình chỉ y nhân không mà không biết y pháp á, mình sẽ bị đánh lừa. Mà chuyện đánh lừa rất là dễ. Các vị biết thời Đức Phật còn tại thế thì đệ tử Đức Phật cái cơ duyên chiêm bái được cái dung mạo của ngài. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì muốn tiếp xúc được hình tượng Đức Phật rất là khó, không có thể được. Thì một trong bốn vị mà phải vị tổ thứ tư của thiền tông á, Upakuddha đó, Ấn Độ đó, thiền tông nó thiền tông Trung Quốc á nha, theo lịch sử bên đó. Tại vì Đức Phật á giơ cành hoa lên, phải không, truyền pháp cho ngài Ca Diếp, phải không ạ? Ngài Ca Diếp ngộ đạo sau đó dạy lại cho ngài A Nan, phải không ạ? Truyền A Nan đời thứ hai, A Nan mới truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu đời thứ ba, Thương Na Hòa Tu mới truyền cho ngài Upakuddha thời thứ tư. 28 vị tổ Ấn Độ. Thì tới ngài Upakuddha rồi thì trong kinh kể lại ngài mới hàng phục được ma ba tuần. Các vị nghe chữ ma ba tuần không? Gọi là thiên ma. Ma mà nó thường phá Đức Phật hoài đó, Đức Phật thành đạo mà nó cho con gái nó tới nó dụ á, đúng không ạ? Rồi Đức Phật mà chưa nhập Niết Bàn nó tới nó suối á, Đức Phật nhập Niết Bàn sớm sớm đi chứ. Hỏi chi lâu dữ vậy?
Để các vị đọc kinh là các vị có thấy ma ba tuần gọi là thiên ma, thì Upa Cúc Đa mới hàng phục được cái ma ba tuần này và nó xin quy với ngài. Nên nó bây giờ sư phụ có muốn cái gì con xin được cúng dường không mà, để tỏ cái lòng tri ân với sư phụ mình. À, sư phụ thích cái gì đấy mà nó cúng dường. Thì Upa Cúc Đa nó tao không thích gì hết, ta chỉ có một mong ước thôi. Tại ngươi á, con ma ba tuần á, thì nó sanh cùng thời Đức Phật đúng không mà, Đức Phật có ma ba tuần rồi. Nhưng Upa Cúc Đa thì sinh sau thời Đức Phật tại mấy thế hệ rồi, cho nên ông thấy được Đức Phật, ông nói ta chỉ một ao ước làm sao mà ta tận mắt hay là tận mắt thấy được hình bóng Đức Thế Tôn với chư tăng thời đó như thế nào. Thì lúc đó con ma ba tuần á, ma ba tuần mới biến ra ha mà thành Đức Thế Tôn đúng không. Còn mấy con ma đệ tử á, ma dân lâu la đó, gọi lâu la đó là biến ra chư tăng đúng không, mặc y hậu ô bình bát y như thời Đức Phật còn tại thế, đi khất thực ra Đức Phật đi trước, rồi các ai A Nan Ca Diếp rồi mấy vị quyên hàng đi theo ta khất thực trang nghiêm đẹp như vậy. Tự nhiên á, ngài Cúc Đa, Upa Cúc Đa biết đó là ma hóa thân rồi không, mà mình yêu cầu nó hóa thân cho mình coi, vậy mà tới đó còn cầm lòng không đậu nữa không à, cứ ngỡ như Đức Phật thiệt, ổng có quỳ xuống sụp nó lại, ổng sụp lại, vừa sụp lại là ma ba tuần biến mất liền, ổng đâu có dám cho sư phụ mình lại mình đó mà mất mất. Thì câu chuyện nó ghi lại để chúng ta thấy cái mê lực của cái thần bí nó rất là quan trọng. Tại con người mình dễ bị cái illusion, dễ bị cái delusion lắm, ảo giác ảo tưởng, cho nên người ta mới lợi dụng tôn giáo là vậy. Tôn giáo rất là dễ lợi dụng để mà buôn thần bán thánh. Và phần lớn mình bây giờ, Phật tử mình bây giờ là rơi trong cái trường hợp đó. Mê tín, cuồng tín, sùng bái cá nhân, thần tượng cá nhân mà quên đi mất Phật pháp. Đúng không ạ? Cho nên là bây giờ y pháp với y nhân là vậy. Tại vì sao? Tại thường tôi nói đó, thường nói mà thầy nào mà gần gũi á, mình quá đó, nhiều khi mà không quan trọng. Nó gần chùa thì gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành là ổng Phật đi chơi. Thì khi mình nhìn như vậy ha, rồi thấy thầy nào mà nói đúng kinh luật luận mà biểu mình tu hành á, mà nó ồ tu hành cực khổ quá, à, phải gì á, còn ai mà giảng nó thôi lại đây mà tôi truyền tâm ấn cho 4 tiếng đồng hồ á là chứng ngộ liền á, như Thanh Hải vậy đó là thích đó mà. Khỏi tu nhiều mà có người bảo đảm là tôi bảo đảm là giảng sanh, à, bảo đảm là thành Phật đó mà, là mình thích cái đó. Rồi á, ông thầy nào mà có cái chiêu gì lạ lạ mình đổ theo, mình chạy chạy theo đúng không ạ. Còn thầy mà bình thường quá, giảng mình tu hành bình thường quá, nói thầy nào không có thành tâm, không có gì lạ trên, không có gì quyền bí hết. Tào nó có câu đó là hửa sang vũ quài ti sự vô lại bài, nó là hòa thượng không lạ thường thì đệ tử không cúng dường. Hòa thường không lạ thường thì đệ tử không cúng dường, cái này phải làm cái lạ thường. Nhưng mà thật sự đó là buông thần bán thánh. Nhưng mà thật sự nếu các vị có trí tuệ được rồi, các vị mới thấy rằng cái bình thường mới là cái đáng quý, cái bình thường mới là cái khó làm, mà cái bất bình thường á đó là cái dễ làm, mà cái bất bình thường đó là cái không đáng quý. Có trí tuệ mới thấy được điều này. Ngày xưa Vua Tài á yêu cầu một vị họa sĩ nổi tiếng vào cung vẽ cho ông. Sau đó mới cái sự đàm đạo vị họa sĩ đó, vị họa sĩ nổi tiếng ông ơi, Theo Khanh là một vị họa sĩ nổi tiếng, mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề vẽ, Theo Khanh vẽ cái gì là khó, vẽ trâu vẽ ngựa là khó, hay là vẽ ma vẽ quỷ là khó. Thì ông họa sĩ nè, thưa vua cho theo hạ thần mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề vẽ, thần thấy rằng vẽ trâu vẽ ngựa là khó, mà vẽ ma vẽ quỷ là dễ. Ông vua ông ngạc nhiên, giật mình, thì thường thường mình nghĩ trâu ngựa là cái trước mắt mình thấy mà sao dễ vẽ quá mà, thấy không mà, còn ma quỷ cái trừu tượng mới khó vẽ chứ, mà tại sao ông này nó ngược lại theo cái tin tưởng thông thường của thế gian. Thì lúc này vị họa sĩ mới giải thích, ông vua mới hỏi tại sao, vị họa sĩ mới giải thích, nó thưa vua bởi vì trâu ngựa là những cái thực tế, cho nên nó nếu mình vẽ sai người ta biết liền à. Ví dụ con trâu á mà nó có sừng,
Mà nếu mình vẽ thiếu sờ, người ta biết mình vẽ con trâu không? Không, mới gọi là vẽ sai biết không? Biết. Con ngựa nó có bốn chân, mà nếu mà thầy vẽ con ngựa ba chân, các bị biết không? Biết liền á, mà cái đó cái lừa được ta không? Không lừa được. Ví dụ như thầy mà thuyết pháp mà thầy dựa kinh luật luận, thầy nói kinh nói này, luật nói này, đạo lý các vị kiểm tra được không? Thầy nói sai thì kiểm tra được không? Kiểm tra được, kinh còn đó mà kinh Pháp Hoa nói thế này, kinh Hoa Nghiêm nói thế kia, chỉ cần vô thư viện chùa Tịnh Luật mượn thầy Pháp Quang về là check lại là biết thầy Minh Quang nói đúng hay sai rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu thầy nói hôm qua thầy ngồi thiền, tối hôm qua thầy ngồi thiền, thầy được Đức Phật A Di Đà rờ đầu thọ ký. Các vị kiểm tra vô thư viện nào kiểm tra? Không ai biết. Không ai biết là có vô thư viện kiểm tra được không? Không kiểm tra được, không mà. Thầy giờ thầy tu thầy chứng tới quả A La Hán. Không ai biết không mà. Cho nên Đức Phật nó là tăng thượng mạng. Phật nó nói dối á, mà nói dối thế gian á là tội nhỏ. Ví dụ mình nói dối nhau, mình gạt nhau, thầy mượn tiền anh, thầy không có trả đi, thì Đức Phật nó có tội, nhưng mà tội còn nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình mà nói dối tôn giáo á, hay là tức là mình chưa chứng nói chứng, mình buông thần bán thánh á, Đức Phật nó là đại vọng ngữ, đúng không ạ? Đó là tội lớn.